xin chào tất cả mọi người cảm ơn mọi người đã cùng bớt chút thời gian quay trở lại với kênh an thái auto trong video ngày hôm nay em muốn giới thiệu tới mọi người một sản phẩm à, đó chính là quạt gió tản nhiệt công suất cao 120w với hai chiều cánh gió đẩy và gió hút đây em xin mời anh em sẽ cùng nhìn sơ qua cái uh, sản phẩm à, với cái uh, quạt này thì nó rất là dễ độ chế bởi vì là đường kính của nó là tương đương 12 inch Tức là 30 cm Đây anh em có thể nhìn thấy cái cánh này Cái cánh của nó là cánh chéo Một khi nó đã, nó đã quay Thì cái tản nhiệt của nó rất là mạnh Thành ra là Nó sản sinh ra nhiều gió Giúp tản nhiệt rất là tốt à, Cái quạt này Thì nó cũng Bao gồm chân luôn Anh em nhìn nhé Bao gồm bốn chân gài luôn khi chúng ta lắp thì anh em gài cái chân nó vào đây, đấy. cái này thì em cũng tìm hiểu khá là lâu rồi và cũng đã nhờ anh em sử dụng và cảm thấy cái chất lượng của nó rất là tốt và nó giúp bảo vệ cho cái hệ thống điều hòa của chúng ta nên là em đã quyết định đặt về để giới thiệu tới anh em. anh em có thể nhìn này với cái motor loại giày này anh em nhìn nhé thì cái khả năng tản nhiệt của nó cực kỳ tốt riêng với cái hãng à, quạt Samkun này thì bên em bán rất là nhiều và được khách hàng cũng như là người tiêu dùng rất là tin và lựa chọn đây với hai loại cánh cánh đẩy và cánh hút à, để cho anh em có thể thoải mái lựa chọn bởi vì à, nhiều khi chúng ta là chế độ thì à, với nhiều mục đích khác nhau nên là anh em cũng à, có thể nhìn vào đấy và nhà mình muốn cái chiều hướng gió nào. Đây. Thì vừa rồi thì em có vừa giới thiệu uh, sơ qua tới anh em cái mẫu sản phẩm uh, đấy chính là quạt gió chế độ 120W. Cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian xem video của em. Anh em có nhu cầu cần tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì liên hệ với em theo số 0769086333 cảm ơn mọi người hẹn gặp lại mọi người những video kế tiếp em xin chào